Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Bất Thầy Ẩn Danh. Mở lắm à? Một mình em biết mà nghe chưa? Wow! Là số 6 đó. À. Nó tập trung lắm à. Hay quá, hay quá, hay quá. Bảo Quân, năm lần bảy lượt anh đi đứng thế nào mà cứ ngã vào tim em. Trên thế giới có rất nhiều kỳ quan, vậy có bao nhiêu kỳ quan thế giới cổ đại? Không, chọn số khác đi. Lỡ đâu biết đâu cũng phải mình chọn đại đi. Ừ, cứ mỗi người chọn số. Một đống chuột chù đi qua cầu, một con rớt xuống nước, hỏi còn mấy con? Không, em một. Bên đây là không, không. Theo em biết thì là một đống chuột chù, đọc ngược lại là một chú chuột đồng. Thì khi mà một chú chuột đồng rơi, hay quá, đội trưởng ơi. Em lõi ra được mấy người nhưng mà thôi bây giờ em lại không tin nữa rồi. Bảo Quân, trong cuộc đời đi thi game show, tên trong đầu của em chỉ có một người. Không anh biết là ai rồi. Anh biết là ai rồi. Ai mà đó là Hồ Bích Trâm. B-Max. B-Max, ok em hãy giữ quan điểm đó của em đi. Người đầu tiên em nghi ngờ là chị không là. Chị còn nghi ngờ chính mình mà. Rồi thứ hai em nghi ngờ là anh Bảo. Ê khoan, tại sao trước khi mà em nói cái tên Bảo Quân em lại liếc giống như chọn tôm cá vậy? Tại vì em đang muốn coi thái độ của những người khác như thế nào để em xác thực coi là cái quyết định của em có sai không. Bảo Quân mà dính vô cái vụ mà ẩn danh một cái là Bảo Quân khác liền à. Ông nhảy tưng tưng hoặc là ông ngồi im luôn. Ủa nãy giờ em cũng tưng mà. Dạ hai là bạn của em ông Pikachu. Tình bạn mình cắt đứt từ đây nha. Thứ nhất là bạn em hay phát biểu lắm, mà ngày hôm nay là bạn em im ru. Vô phòng make up là em đã nghi Bảo rồi. Ghê vậy. Em ơi bé trời ơi về được rồi. Em ơi trời ơi em nghi gì chứ chưa lấy cầu luôn mà em nghi anh thôi. Ý nó mặc chú vàng được ngoài. Dạ trời đó.